Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Trên đời này đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu. Trước khi đi tiếp với video thì Ký Kỳ Cục còn có phiên bản nhắm mắt. Link để dưới phần mô tả. Hãy đăng ký kênh nếu bạn thích và nhấn vào nút chuông để chúng ta không lạc nhau giữa dòng đời vội vã nha. Năm mười mấy tuổi, cậu vội tin một ai đó lướt qua cuộc đời của mình sẽ là cả bầu trời sau này và lâu lâu hơn nữa. Mong bạn đừng có nói những cái lời tổn thương với suy nghĩ ấy. Sống đơn thuần cũng là một loại năng lực mà. Và rồi, bạn không mất cần phải làm điều đó, bởi rất nhanh, cuộc đời đã giáng xuống một cái tát cho cậu. Cậu ta thất tình rồi. Cảm giác thất tình lần đầu thật sợ hãi. Cảm giác đau tới nghiến răng nghiến lợi. Ăn món đồ ăn yêu thích cũng vô vị. Xem một bộ phim hài mà thường ngày là cười ra nước mắt đó, thời gian này lại khóc không thành tiếng vì đang ngồi ở phòng khách cùng với gia đình. Cậu sợ nhất khi thức tình là trải qua màn đêm yên tĩnh, mà bình thường là chỉ cần một cái gói ôm nè, một cái gói với độ dày vừa phải, hai cái gói ôm đi. Một cái thì là để kê đầu gối, còn một cái là dùng để ôm. Mở máy lạnh 24 độ cộng thêm quạt máy thổi quanh phòng là lăn đùng ra ngủ. Lúc này là không tài nào chợp mắt được. Trong màn đêm tĩnh lặng, con người trở nên cực kỳ yếu đuối. Chả có gì để bao biện cho bản thân. Chợp mắt được rồi thì lại bị đánh thức bởi những cảm xúc mà mình đã cố vùi sâu trong ngày. Trong bất kỳ thời điểm nào khác, chúng ta có thể lấy những cái sự kiện khác để mà trốn tránh, để nương tựa. Thời điểm này thì không. Như sau này, cậu từng khuyên bạn cậu, cậu không khuyên nó tìm đến với người mới ngay lập tức, vì như thế sẽ vùi dập làm chai sạn cảm xúc của mình và cả của người ta. Một vết thương thì cần thời gian để chữa lành. Con bạn hỏi cậu là làm sao để vượt qua. Cậu cười khẩy, bảo rằng mình đã phải chịu đựng, chờ cho qua cơn thôi. Lớn thêm một tí nữa, cậu ta lại thất tình rồi. Đâu phải lần đầu đâu, thế mà vẫn đau. Lần này thì đặc biệt hơn. Lần này là cậu ta bị trap, bị đùa giỡn tình cảm ấy. Bị trap thì là bị trap, không cần phải giấu giếm, cũng không cần phải cảm thấy mất mặt. Khi mà ta cảm thấy bản thân thực sự học được một bài học gì đó, thì tự nhiên bạn sẽ không để tâm tới những cái nhận xét bên ngoài của mọi người đâu. Lần này là cùng một người trong một khoảng thời gian dài. Lần một, cậu chửi rất dữ, rất nặng. Cậu bị tổn thương mà, theo quy luật cân bằng cảm xúc thì họ gây ra cho mình một cảm xúc tiêu cực thì cậu sẽ gây ra lại cho họ một cảm xúc tương tự. Nhưng cảm xúc chưa bao giờ là một thứ sòng phẳng cả. Cũng như người ta nói, oan oan tương báo bao giờ mới dứt. Cậu chửi xong, bạn tin không, cậu ta phải áy náy, tội lỗi mãi tới sau này luôn. Chính cái tội lỗi ấy một phần khiến cậu tìm lại họ, để rồi bị sáp thêm lần nữa. Đó, người ta lại đưa tín hiệu bảo thích cậu. Cậu đã thật sự tin. Nhưng nửa ngày sau, người ta liền công khai người yêu, một người khác trên trái đất này, không phải cậu. Lần này thì nhận ra vấn đề rồi đó. Cậu tức lắm, sao lại luôn đối xử với cậu như vậy? Ta sẽ luôn bị cái ta coi trọng làm cho đau, đúng không? Nhưng cậu không để bản thân đi lại vết xe đổ đó, nên lần này cậu chỉ xin lỗi vì đã chửi nặng lời trước đó, rồi đặt dấu chấm cho tất cả. Hỏi cậu giờ phút ấy có đau như những lần thất tình trước không? Ừ thì có, nhưng chưa bao giờ cậu nhẹ nhõm được như lúc này. Theo quy luật cân bằng cảm xúc,
ai làm ta tổn thương, tức là họ đã nợ ta một cảm xúc xấu, thì người ấy phải chấp nhận bị ta trả lại một cảm xúc xấu bằng một hành động tương ứng đó. Có. Cậu có muốn trả thù, nhưng kiểu có thể là cậu thức tỉnh kịp thời, cậu chấp nhận buông bỏ. Thôi thì biếu không cho kẻ ấy món nợ cảm xúc. Thật ra thì trước sau gì, vũ trụ cũng sẽ rút lại năng lượng của kẻ ấy và chuyển thành năng lượng bù đắp cho ta. Tuy ta chấp nhận buông bỏ, nhưng phần nhận lại đôi khi còn nhiều hơn. Sau này, cả hai đều độc thân. Khi biết về thông tin của họ qua bạn bè, thì cuộc sống của họ khá tiêu cực. Thật ra thì cũng có thể biết trước mà, cách sống của họ có vấn đề thì kết quả đó là tự tay họ gieo nên mà thôi. Cậu thì cũng không lấy lòng vui về điều đó. Sau tất cả, đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu. Cậu không thích uống Phúc Long, nhưng họ thích. Thế là cậu ngồi cả ngày tại quán Phúc Long, nhưng họ đâu có quan tâm là quán cậu thích là quán nào. Nhiều nhiều thứ hơn nữa. Chỉ là giờ cậu mới nhận ra, hay là chỉ là giờ cậu mới chịu chấp nhận. Quan trọng là mức độ control về mặt cảm xúc của cậu. Không hẳn là kiềm chế, mà phải cố gắng làm chủ được cảm xúc của mình. Sau này thì cũng có vài người, họ đưa cho cậu cái tín hiệu là họ thích cậu. Cậu nhận ra rằng điều đó không đồng nghĩa là họ đơn thuần thích cậu, hay là chỉ làm điều đó với mỗi cậu. Đúng là không nên làm phức tạp hóa vấn đề, nhưng rồi đến một lúc, cậu đã học được cách tập trung vào những khía cạnh quan trọng khác của cuộc sống, thay vì cứ mãi chạy theo tình yêu. Sau này cũng trải qua vài đợt cuồn cuộn về mặt cảm xúc, nhưng căn bản là không để bản thân quá bận lòng về chuyện tình cảm nữa. Chung quy, đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu. Ok, đó là tất cả những gì mình đã trải lòng trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và lắng nghe tới tận giờ phút này của video nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tương tự của Ký Kỳ Cục nhé.